Nói gì sai trái anh chịu hoàn toàn với pháp luật. Kể từ khi em điện với anh là anh đã nói với em là anh không còn liên quan tới kiểm nhân nữa, cho nên em Rồi. mới đến với anh để Ừ. là cho nó sau này nó không có phiền phức, đúng không? Rồi, rồi, Nhưng mà ok. em muốn Rồi, anh rồi. là phải nói rõ là anh với chị kiểm dân có còn quan hệ gì nữa hay không, hay là có liên Không, lý gì hay không. không. Không, 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 anh nói gì chị là không có, là anh nói là chịu hoàn toàn chịu về, là với chịu là tội với pháp luật mà. Mấy em phí tích nó sắp đặt, em hiểu Nó sắp đặt cho anh hả? không? Nó sắp đặt là giống như là mình là gì sĩ nó mới có ghi hình hoài trong ngày, anh bởi vì á nó sắp đặt là mình anh với em nói nhau thôi, Giữa em với anh biết cho thôi ha. mình nói lên cộng đồng mạng mà thằng phí tích bị chửi chết là nó cắt người phí tích luôn. Vậy hả? Đâu phải tại vì mấy thằng đó nó kêu làm gì cho cộng đồng mạng đừng chửi anh. Bả mần hồi đó tới giờ bả ở nhà trọ không không có mua được cái điện thoại xài với cái xe có 10 triệu 7 8 triệu mà không có tiền. Người ta biết bả đi làm gái ở ở trên quận 5 á. Em rước anh đi luôn, em làm hồ sơ rước anh đi luôn. Yeah, đi rồi phải về đâu ha. Ok, đi 6 tháng đi 6 tháng về. Ok, Rồi qua bánh làm gì em? không cần làm. Vậy hả? Ok, không cần làm. Rồi, Em có nhà hàng, em có nhà hàng mình đó. Ok anh, có nhà luôn hả? có. Ok, Qua bánh đừng bỏ anh là chết anh trong trời. bây giờ em muốn hỏi thiệt anh. Anh chia tay với chị Cẩm Vân vậy chứ anh có buồn không? Không, 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 không. Anh có nói biết gì không? Không. Tại vì anh biết sao không? Anh nhớ làm giấy độc thân nha, nha. Đàn em. Không, không, anh có là giấy ly hôn á Dạ, tại vì em á, em về em không có thời gian. Em làm giấy tờ sẵn rồi em làm luôn. Anh hiểu em không? nè. Hiểu rồi thì em bay về đi, Nhắc ok anh nhá, sẽ cắt với em là anh phải lấy em đó, em bốc vé rồi. nhưng Ok anh. lời hứa của anh là danh dự đó. Ok, em bốc vé rồi. Nhưng mà em muốn là khi anh đến với em là em muốn hỏi anh là giữa anh với chị Cẩm Vân có còn cái gì để dính líu hay không thôi, cho em biết. Nếu còn thì Không, cái đó này cái này chị Cẩm Vân với anh mới có tìm hiểu à, chưa có đám cưới chưa có gì hết á. ok, nhưng mà bắt đầu là từ ngày nay là anh không có còn liên quan với chị Cẩm Vân đúng không? Đúng Bữa nay rồi, bị Cẩm Vân là tại vì bên là cha mẹ với con cái người ta không có đồng ý. ok, vậy là bên anh là 24 tay, bên em là 23 tay, là kể từ ngày Rồi, nay đúng chứ đi. rồi. Ok, 23 tay tháng 11 tay năm 2023 là anh không có liên quan gì tới chị công nhân nữa. Ok. Rồi ok, bây giờ nếu mà anh nói gì sai trái anh chịu hoàn toàn với pháp Kể từ khi em điện với anh luật. là anh đã nói với em là anh không còn liên quan tới kiểm nhân nữa, cho nên em Rồi. mới đến với anh để Ừ. là cho nó sau này nó không có phiền phức, đúng không? Rồi, rồi, Nhưng mà ok. em muốn Rồi, anh rồi. là phải nói rõ là anh với chị Cẩm Vân có còn quan hệ gì nữa hay không, hay là có không liên lý gì hay không không. không 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 anh nói gì chị là không có, là anh nói là chịu hoàn toàn chịu về, là với chịu là tội với pháp luật mà. Đời anh sống đời có đạo đức, tâm anh tốt và lòng anh chung thủy à, chứ Ok. không phải tầm bậy tầm bạ đâu. Anh làm Nhưng mà tánh hiền lắm em sợ là giữa anh với chị Cẩm Vân còn tình cảm. Ý mà. anh còn có tình có cảm. mà bây giờ em muốn mua vườn sầu riêng không nữa nè, có vườn sầu riêng này là ngon lắm à. Thì bây giờ nói chung là bây giờ mình tính tới chuyện của em với anh trước đi, hiểu không? rồi 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 Bây giờ anh phải thật lòng là anh có còn thương chị Cẩm Vân hay không, bắt đầu kể từ em điện danh là giờ này là bên Việt Nam là ngày 24 tây, bên em là rồi 23 tây.
tối không có anh nói hai bằng ba cái gì nói thiệt là hai trong ngàn năm ba trong hai. lòng anh không có cái gì mà dính líu gì về công dân hết á. Vậy là giữa anh với chị Cẩm Vân là kết thúc là từ khi bắt đầu anh nói cho em biết là anh đã không liên quan đúng không? Rồi đúng rồi, rồi em cứ về đi, có gì anh chịu là nói dốc em là anh là chịu dưới pháp luật. Em muốn nói chuyện với con anh thì anh nói nè, con anh là rõ ràng không có gì tầm bậy hết. À, em không quan trọng vấn đề đó, em chỉ quan trọng là giữa anh với chị Cẩm Vân có rồi, rồi, rồi. Có còn hay không thôi ha. Chứ còn cái rồi, chuyện con rồi. Anh em không quan trọng. Ok. Rồi, ok, ok, rồi, ok. Đâu có, bởi vì cái gì á, có chồng vợ là mới có là giấy tờ, mới có là mới có được quyền đó, người ta phá gia can, cái này mới tìm hiểu. Ok, vậy là, không? Vậy là, vậy là bây giờ em muốn, em tại em thương anh, em muốn hỏi thật lòng anh, là trong lòng anh có chị Cẩm Vân hay không, bắt đầu kể từ giờ này. Không, không, không có hình bóng gì hết, là chỉ là quen trên là kết nối là yêu thương thôi chứ không có là cái tình cảm gì là trong lòng của anh Năm hết. Ok, vậy là anh không bây giờ anh không có tình cảm gì với chị là chị Cẩm Vân hết đúng không? Đúng 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 vậy đó. Em muốn hỏi rõ ràng, xác định rõ ràng để em với anh khi mà làm chồng làm vợ là không có ai được phép nói gì hết. Đó. Ok. Rồi ok ok rồi em nói vậy là anh biết rồi. Rồi chừng nữa em sống giường là hơi buồn rồi anh chịu không? Chịu, em rước anh đi luôn. Em làm hồ sơ rước anh đi luôn. Rước đi rồi phải về hả đâu ha? Ok, đi 6 tháng đi, 6 tháng về. Ok. Rồi qua bến làm gì em? Không cần làm. Vậy hả? Ok, không cần làm. Em có nhà hàng, mình đó. Ok anh. Có nhà luôn hả? Có, ok. Qua bánh đừng bỏ anh là chết anh không trời. Đã em đem anh đi sao mình bỏ anh được. Bây giờ em quan trọng là hiện tại anh với chị Cẩm Vân có hay không thôi. Anh bây giờ anh nói không. Em cũng gàng cho em một lần nữa đây. Cho em lấy lòng tin đi. Không không không. Bây giờ em cứ tin là em nói đi. Người đàn ông là cái gì người ta nói phải chắc lòng là em anh muốn em mới nảy anh chứ. Ok. Khi bây giờ anh giờ này con nha. Người anh lớn anh nói luôn con người lớn. Bây giờ là việc bên em là 9 giờ đêm. 9 giờ đêm là ngày 23, bên anh là bằng ngày phải không? Ok. Ok. Ngày 24 tháng 11 năm 23, anh không có liên quan tới chị Cẩm Vân đúng không? Đúng rồi. Rồi, em cứ bay về sớm đi với chị đi. Vậy là anh không có cái cảm tình với chị Cẩm Vân hết trơn đúng không? Không, không. Bây giờ Cẩm Vân hồi nào tới giờ anh đâu có cứ hỏi gì đâu mà cảm tình. Mới đây mà, mới quen có mấy bữa nay à. Vậy hả? Em bởi em chứ đâu mà quen lâu. Em muốn hỏi cho chắc ăn, nếu anh có với Cẩm Vân thì em không có bước tới. Không có gì anh là chịu tội với pháp luật mà em nói là cũng khổ anh quá mà. Okay. Anh nói bằng thật lòng. Ok. Tại vì em là không con không cái, em chỉ một mình thôi. Cho nên em muốn xác định là anh hiện tại với chị Cẩm Vân có còn mối quan hệ gì hay không thôi. Có còn tình cảm miếng lý gì hay không? Không 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 có gì hết luôn đúng không? Ok không không, không. Ok là cái đó là như bạn bè vậy thôi không có gì hết. Vậy là giữa anh với chị Cẩm Vân đã kết thúc hay là chưa? Chưa có đám cưới đám gì nhưng mà hiện, mới hiện, tình yêu mà hiện tại anh với chị Cẩm Vân đã kết thúc hay là còn kết thúc chưa, đã nói dứt khoát chưa? Bây giờ kết thúc bây giờ là anh nói là với trên cộng đồng mạng là anh thấy kết thúc chứ. Ok anh bây giờ anh lên clip anh nói là anh kết thúc đi. Là yêu cầu chị em thấy là chị em quan cho em là em có mặt Sài Gòn là em bay dành luôn. Ok. Ok. Rồi ok. Vậy anh lên đi chơi cho lẹ lẹ, em cũng muốn gặp anh lẹ nè. Ok. Rồi ok. Ok. Rồi anh làm ha. Bye bye anh. Là kênh nó tên gì? Đặng em là Thẩm đó. Thì quan Thẩm với thằng bên là bên một đàn người còn á, thấy anh còn đồng lôi đồng lôi, ok anh nghe anh phải nói rõ ràng nha. Rồi anh nói rõ ràng mà anh phải đọc ngày tháng đàng hoàng nha cho chị em thấy nha, bà chị em nói là đọc ngày tháng đàng hoàng mới chịu ha. Đúng cho cộng đồng mạng người ta nói em giành anh này kia nọ, anh hiểu không? Không có đâu bị gì bà đó bị chưa, bà đó bị người ta chửi gì hả? Ba làm gái gì hả? Ở quận gái là ở quận nào biết không?
đó, người ta là bà, người ta biết bà đi làm gái ở ở trên quận năm, người cũng như là cái thằng thằng em rể bà nói, tại giờ không có nó lên trên nó làm cộng đồng mạng. Anh không có hỏi bị người đàn ông mình tới nghĩ là nhiều khi đã chối, cũng như là bà nói là bà ở trên là thành phố Hồ Chí Minh là 13 năm rồi 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 đó, có gì vậy? Anh coi lịch ở trong điện thoại nè. Anh đọc đi ngày đúng ngày đàng hoàng đi, là cho biết là giữa em với anh bắt đầu bữa nay chứ đi làm mình gặp nhau nói chuyện, anh kể cho em nghe sự tình rõ ràng. Ok Rồi, đúng không? cũng như là anh nói là bữa nay là ngày 25 và 200 ngày 223 Tháng mấy? tháng 11, và tôi với công dân không có hợp, mình nói vậy thôi, đừng nói xấu ta. Nhưng mà cái Nói vấn đề vậy thôi. anh nói anh có kể cho em nghe là em biết cái sự cảnh là bà Cẩm Giang làm gái anh biết hả? Đó là nó biết hay con đã kêu bán người ta. Vậy hả? Vậy là chết Con rồi. bà không nể, bởi vì mình người mẹ mà làm đại cho con nó đâu có nể. Ok, nhưng bây giờ anh thấy là con gái đúng hay là bà Cẩm Giang đúng? Hả, em nói sao? Anh thấy vậy là bà Cẩm Giang đúng hay là con gái đúng? Hả? Anh theo anh thấy là cái bà Cẩm Giang này bà đúng hay là con gái bà đúng Bà con gái phải đúng. đúng không, thì lại là con gái đúng không, bà Cẩm Giang sai đúng không? Bà mần hồi đó tới giờ bà ở nhà trọ không không có mua được cái điện thoại xài với cái xe có 10 triệu 7-8 triệu mà không có tiền. Ok, vậy mà bữa hổm mày thấy chạy xe xuống tưởng của chị Cẩm Giang chứ. Không có, anh là tại vì mấy thằng đó là tại vì ghi hình là tại vì nó kêu anh này kia thôi, chứ anh nó cũng muốn đâu. Vậy là mấy đó ghi hình nó kêu anh làm sao anh làm vậy ha, chứ đâu có đâu phải không? Thì bây giờ anh lên anh nói hết luôn đi, anh nói cái một cái gì người ta kêu anh làm anh nói hết đi để cho dứt điểm luôn, hiểu không anh? Hiểu không? Thì bây giờ cũng như thí dụ mình tự lên mình nói ra chứ không cần tụi nó. Đúng rồi, anh tự anh nói chung anh nói có sao nói vậy thôi. Rồi anh suy nghĩ kỹ, bây giờ anh suy nghĩ kỹ chưa, anh có cưới gì Cẩm Giang không? Bạn Không, không phải không? bà còn con trai rồi còn con gái rồi bà còn nuôi đứa con nữa, anh đâu có nuôi mà Vậy nuôi hả? con đúng không? Anh là tại vì trẻ con anh lớn đứa ở Hàn Quốc à. Ok, nhưng mà lúc anh phát hiện mà Cẩm Giang lên người ta nói bả làm gái anh thấy sao? Thì anh đâu có chịu, thì anh đã nói rồi anh đâu có chịu. Anh nói anh không chịu bả, mà anh không chịu bả sao bà anh với đồ như tích đi lên nhà bả xin lỗi bả? Tại mấy thằng quay phim nó kêu anh năm đi, chứ anh đâu có muốn đi đâu. Mấy người phim nó kêu anh là lên lên nó xin lỗi ha, nhưng mà Nó việc nó mới có là cái bên tài khoản nó lãnh tiền á, nó lãnh cho người ta coi gì về đó vậy được. vậy mà em theo dõi cái clip đó em tưởng anh thương chị Cẩm Vân nhiều quá, anh lên anh năn nỉ anh xin lỗi chị Cẩm Vân. Đâu phải tại vì mấy thằng đó nó kêu làm gì cho cộng đồng mạng đừng chửi anh. Ok, vậy là nó kêu anh làm thôi chứ sự thật trong lòng anh là anh không có thương yêu gì hết anh, Không, phải không? tầm anh thương vì gì bả, cái chuyện bả quá khứ rồi mình đâu có ấy. Đứng thằng em rể nó nói lên Mà em ghẻ của bạn công dân nói sao, nói sao em? cái bả là hồi bả lên trên đỉnh bả đứng bên cái mà ở quận 5 á, là có cái dòng cây á, người bả đứng bả làm gái. Anh thì tích nó kêu mình làm gì á, cho cộng đồng mạng đừng có chửi mình. Vậy là YouTube kêu ha, cho con mày đừng chửi Cái gì đó em hiểu ha. không? Bởi vì em tưởng đâu là anh còn anh với bà Diễm Dân thương yêu nhau mới 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 làm như vậy, rồi vậy mất công người ta nói em phá gia can của anh. Có là cũng như là bả, là cũng như là bả lên bả nói là bả cái này cái kia gì đó, chứ ai lên YouTube mà nó không tốt. Vậy là một chút anh lên là anh nhớ nói nha, là anh nói nha, bây giờ anh hỏi anh là mình em chốt tiền cái là anh có đám cưới chị Diễm Dân hay không? Đã lên anh nói đã không có hạp rồi đám cưới gì. Mà ổng hạp rồi, người ta hỏi anh không hạp gì anh trả lời sao?
nó cũng như là mình tìm hiểu, cũng như nó không có làm cái cùng chung tiếng nói. Đó là do YouTube sắp đặt cho anh chứ anh cho anh không có này kia không hay là làm sao? Không, bởi vì á nó sắp đặt là mình anh với em nói nhau thôi. À giữa em với anh biết ra thôi ha. À Mình nói lên cộng đồng mạng mà thằng YouTube bị chửi chết là nó cắt nguồn YouTube luôn. vậy hả? À vậy hả? Em tưởng đâu anh lên anh nói luôn chứ đâu có biết đâu. Ủa mà sao Có anh không lên nói cho ra cho cộng đồng mạng hiểu là do YouTube làm chứ không phải do anh, để anh không bị chửi. cũng như thí dụ anh lên mà cái mà lên đó là tại vì là biết sao thì cái người mà tù họp nó khó lắm may mà chứ không có dễ đâu. Vậy Cái hả? người mà cũng À như thí dụ